một món ăn được chế biến bằng phương pháp quen thuộc đối với người Việt. Đó chính là hấp. Xếp hành, gừng, ớt trên và dưới mặt cá. Với cách sắp xếp như thế này, gia vị sẽ ngấm thật đậm đà vào thịt cá. Hấp cá từ 3 đến 5 phút và cùng ngắm nhìn thành quả nào. Không cần phải quá cầu kỳ, bạn đã có một món ăn ngon để thưởng thức và thư giãn.